Một nữ giáo viên ở tiểu bang Arkansas đang phải đối mặt với cáo buộc cho rằng cô từng có quan hệ tình dục với bốn nam sinh từ hai trường khác nhau. Tuần báo People trích dẫn hồ sơ nhà lao cho hay là cô Jessie Garling, 25 tuổi, bị bắt hôm thứ Tư và bị truy tố với tội tấn công tình dục cấp độ 1. Nhà chức trách tố cáo cô từng có quan hệ tình dục với bốn học sinh trong thời gian 3 tháng của năm 2016. Cáo trạng nói rằng từ tháng giêng đến tháng 4 năm ngoái, nữ giáo viên trường trung học Marketree High School từng dẫn hai học sinh về chung cư của cô ở pro trong cùng ngày và có quan hệ tình dục với họ trong hai lần khác nhau. Cô Golin phải trực diện với tội danh tấn công tình dục vì chỉ một học sinh lúc bấy giờ còn đang trong tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, cô khai rằng cô tưởng là đương sự đã được 18 tuổi. Nhưng sau đó mới biết được rằng cậu ấy nhỏ hơn tuổi cậu ấy nói với cô. Cảnh sát ở Marketree bắt đầu mở cuộc điều tra người nữ giáo viên vào hồi tháng 4 khi một phụ huynh dọa ra sẽ hại cô Gorlin. Người phụ huynh này nói rằng cô Gorlin từng có quan hệ tình dục với nhiều học sinh. Bị cáo bị bắt sau nhiều tháng điều tra, cô Gorlin được cho nghỉ việc có ăn lương từ hồi tháng 5 trang facebook của cô đã được xóa đi trong đó nói rằng cô là giáo viên dạy môn mỹ thuật và đã có gia đình